Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả, kính thưa quý vị. Vào chiều ngày thứ Bảy 30 tháng 9 2017, tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ thành phố Westminster, miền Nam California, trong tinh thần tưởng niệm vị nguyên thủ quốc gia kiêm tổng tư lệnh quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và các hội đoàn trong cộng đồng đã tổ chức lễ tưởng niệm cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu lần thứ 16 với sự tham dự đông đảo các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, các vị dân cử, các cựu quân nhân và nhiều đoàn thể đồng hương. Nhân dịp này, cô Tạ Phong Tần, một nhà báo tự do, cựu tù nhân lương tâm, đã chia sẻ cảm nghĩ khi tham dự. Cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là một nhân cách lớn, một con người tuy là tổng tư lệnh của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, nhưng ông là một con người rất mực, hiền từ và nhân ái. Ông không coi chiến thắng là trên hết, mà điều ông coi trọng là sự an toàn, tính mạng của người dân. Nhân cách của ông hoàn toàn đối lập với phe Cộng sản. Buổi lễ được bắt đầu với phần rước di ảnh cố Tổng thống và phần nghi thức chào cờ khai mạc với toán rước quốc quân kỳ. Và sau đó là phần ngỏ lời của ông Nguyễn Văn Ức, Chủ tịch Hội đồng điều hành Tập thể Chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa hải ngoại. Đừng nghe những gì Cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Một câu nói của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu không còn là tiếng nói riêng biệt của miền Nam ngày nào, mà gần như là tiếng nói của toàn dân trong nước hiện nay. Sau phần cựu hải quân đại tá Trần Thanh Điền đọc tiểu sử cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, ông sinh ngày 15 tháng 4 1923 tại làng Tri Thủy, thị xã Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận, và phần tế lễ cổ truyền với phần đọc văn tế đã đến phần ông Bùi Thế Phát, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia miền Nam Cali, kiêm phó thị trưởng thành phố Garden Grove, đã nói về những nỗ lực bảo quốc an dân của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Ông biết rằng để bảo vệ đất nước, miền Nam cần phải được cải tổ cấp thời về mọi mặt, từ kinh tế, chính trị, xã hội, giáo dục cho đến chỉnh đốn và canh cân quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Những quyết định và đường lối chính sách của ông cho thấy ông luôn đặt người dân và quốc gia lên hàng đầu. Chúng ta so sánh hai miền Nam Bắc. Năm 1971, khi Hải quân Trung Quốc đưa quân xâm chiến Hoàng Sa, Tổng thống Thiệu ra lệnh quyết chiến để khẳng định rằng Hoàng Sa và Biển Đông là của Việt Nam, trong khi Cộng sản Bắc Việt im hơi lặng tiếng, nhường Hoàng Sa cho Trung Cộng. Về mặt xã hội, Cộng sản chủ trương cải cách ruộng đất, dùng tá điền đấu tố địa chủ để cướp đất cho Đảng, trong khi tại miền Nam, Tổng thống Thiệu chủ trương người cày có ruộng, chính phủ mua đất và phân chia lại miễn phí cho người cày. Kính thưa quý khán thính giả, buổi lễ tưởng niệm lần thứ 16 cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, sau đó còn có phần đặt vòng hoa tưởng niệm, phần chiếu video nhận lệnh Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa trong ngày quốc lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6 1973 và phần phát biểu của các hội đoàn cùng đại diện giới trẻ. Và buổi lễ đã kết thúc vào lúc 8 giờ tối cùng ngày sau phần dâng hương tưởng niệm của quan khách tham dự và phần cảm ơn của ông Bùi Đẹp, đại diện ban tổ chức. Và chúng tôi cũng xin chấm dứt phóng sự nơi đây. Xin hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp.